Scandal hút cần sa của Top khiến đơn vị cảnh sát bị giải thể. Đơn vị cảnh sát nơi Top nhập ngũ bị giải tán sau vụ việc nam ca sĩ hút cần sa. Trang Quân Hep News đưa tin đơn vị lính cảnh sát nghệ sĩ sẽ được giải tán từ năm 2018. Đây là bước khởi đầu cho việc giải tán hoàn toàn hệ thống lính nghệ sĩ vào năm 2023. Các đơn vị lính nghệ sĩ là lực lượng đặc biệt, bao gồm các quân nhân có sở trường nghệ thuật hoạt động để quảng bá cho ngành cảnh sát Hàn Quốc. Các nam nghệ sĩ Hàn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường gia nhập vào hệ thống lính nghệ sĩ này. Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký gia nhập lực lượng này của các nam nghệ sĩ Hàn Quốc ngày càng gia tăng, khiến nhiều người dân bất bình. Sau bê bối của Top, làn sóng phản đối của công chúng Hàn Quốc đối với lực lượng lính nghệ sĩ bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh hưởng của vụ việc khiến đơn vị nơi Top phục vụ trước scandal cần sa đã đứng đầu trong cuộc bình chọn. Đơn vị cần được giải tán nhất tại trang chủ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Được biết, các quân nhân và nam nghệ sĩ khác hiện phục vụ trong lực lượng lính cảnh sát nghệ sĩ sẽ được chuyển sang đơn vị khác sau khi chính thức giải thể. Hiện tại, số nghệ sĩ phục vụ trong đơn vị này gồm 6 người, trong đó có các thần tượng Kim Jun-soo, Shin Chang-min, Cho Si-yong, Cho Si-won. Đây không phải lần đầu tiên bê bối của người nổi tiếng khiến một đơn vị quân đội phải giải thể. Năm 2013, đơn vị lính quân đội nghệ sĩ là đơn vị tập hợp các nam nghệ sĩ nổi tiếng đã bị giải tán sau scandal tới tiệm massage trong thời gian tại ngũ của nam ca sĩ Seven. Hoài Lâm và bạn gái sang Mỹ gặp mặt gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc. Mới đây, hình ảnh Hoài Lâm cùng các thành viên trong gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc tại Mỹ đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ Sa Mưa Rông trông khác lạ với mái tóc dài khi ngồi cùng bàn với người nhà bạn gái. Một người thân trong gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc tiết lộ, Hoài Lâm được quý mến khi đến Mỹ. Nam ca sĩ cũng có mặt trong buổi tiệc dành cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho hay các bậc trưởng bối chưa nghĩ đến chuyện cho hai trẻ kết hôn vì tuổi đời còn nhỏ. Sau thời gian gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, Hoài Lâm đang thay đổi phong cách với những ca khúc phá cách hơn. Anh hợp tác cùng với nghệ sĩ ca tính Hà Lê. Bên cạnh công việc, anh dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái Bảo Ngọc. Hoài Lâm cùng với cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc vừa kết thúc chuyến đi tới Australia trước khi đến Mỹ. Việc Hoài Lâm công khai chuyện yêu nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Rất nhiều người chúc mừng anh vì tìm được nửa kia. Nhưng bên cạnh đó là ý kiến cho rằng Hoài Lâm và người yêu đều còn quá trẻ để tính đến chuyện kết hôn. Lúc này anh nên tập trung vào công việc. Hoài Lâm thừa nhận chuyện hẹn hò trên trang cá nhân hồi đầu tháng 11 năm 2016. Theo đó, hai người yêu nhau bí mật suốt 5 năm. Giọng ca 22 tuổi cảm thấy 5 năm là đủ để chứng tỏ tình cảm không hề trẻ con giữa hai người. Hoài Lâm sinh năm 1995, được biết đến với vai trò con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Năm 2014, anh giành giải quán quân tại Gương Mặt Thân Quen và nhanh chóng trở thành ca sĩ được chú ý. Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc xưa và nhạc trẻ. Anh vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự đổi mới trên những ca khúc trữ tình quen thuộc. Trong khi đó, thì bạn gái anh, Lưu Bảo Hoàng Ngọc, có nickname trên mạng là Cindy Lư, cô năm nay 20 tuổi, là cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc, từng tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc. Nam ca sĩ Việt qua đời ở tuổi 30 sau khi ngã từ tầng 10 chung cư. Vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng sớm ngày 24 tháng 7. Nam ca sĩ Lê Tính qua đời sau khi ngã từ tầng 10, tòa chung cư nằm trên phố Thái Hà, Hà Nội. Trả lời xin.vn, người thân của nam ca sĩ Lê Tính cho biết, anh đã qua đời vào rạng sáng ngày 24 tháng 7 ở tuổi 30. Nam ca sĩ gốc Thái Nguyên tử vong sau khi ngã từ tầng 10, tòa chung cư nằm trên phố Thái Hà, Hà Nội. Chúng tôi nhận được tin báo từ những người của bạn Lê Tính vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7. Gia đình đã đưa em về quê làm lễ viếng, người nhà chia sẻ. Công an phường Láng Hạ xác nhận một nam thanh niên qua đời trên địa bàn phường vào sáng nay, nhưng từ chối tiết lộ thêm về vụ việc vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Lễ khâm liệm và lễ viếng nam ca sĩ trẻ được tổ chức vào trưa ngày 24 tháng 7 tại quê nhà ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Lễ an táng sẽ diễn ra vào hồi 8 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Lê Tính là một người rất lạc quan, yêu đời, cậu ấy cũng sung túc về tài chính, nên khi nghe tin cậu ấy mất, ai cũng bàng hoàng. Tôi cũng đọc vài thông tin nói rằng cậu ấy tự tử, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn, người anh của Lê Tính cho biết. Trên trang cá nhân Lê Tính, nhiều bạn bè vẫn chưa tin rằng anh đã qua đời, nam ca sĩ Khánh Đơn xúc động.
Để nói về em thì ngồi cả ngày cũng không thể nói hết. Chỉ biết ai đã từng quen em thì quý em, trong đó có anh, chỉ mong em đi thanh thản. Bạn trai cũ của Lương Bích Hữu cho biết, bay ra Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 7 để kịp thăm đàn em lần cuối. Ca sĩ Hồ Việt Trung hay Lâm Chấn Huy cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi nghe tin Lê Tính qua đời. Hồ Việt Trung nói anh ân hận vì không kịp ra viếng người em thân thiết do vướng lịch diễn ở Đà Nẵng. Sáng mai cậu ấy đã được an táng nhưng tối nay không có chuyến bay khuya để thắp cho cậu ấy một nén nhang. Nam ca sĩ Em Là Của Anh bày tỏ. Lê Tính năm nay 30 tuổi là con thứ ba trong gia đình có ba anh em trai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ và quyết định theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tính khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vài năm trước khi trở về Hà Nội. Anh đã phát hành album Nước Mắt Có Vị Gì với một số ca khúc được chú ý như Một Ngày Nào Đó, Nước Mắt Có Vị Gì, Yêu Là Gì, hợp tác với Châu Khải Phong. Không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, Lê Tính có quan hệ rộng trong giới nghệ thuật nhờ vai trò người tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ. Hé lộ nguyên nhân nam ca sĩ trẻ nhảy lầu chung cư tự tử. Danh tính nam ca sĩ tử vong sau khi ngã từ tầng 10, tòa chung cư nằm trên phố Thái Hà, Hà Nội, tên là Lê Tính, sinh năm 1988. Cảnh sát và bạn bè đã xác định nguyên nhân khiến Lê Tính phải tìm đến cái chết. Chiều ngày 24 tháng 7, trao đổi với báo chí, đại diện công an phường Láng Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, khoảng 3 giờ ngày 24 tháng 7, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời chỉ huy đơn vị đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Tính, sinh năm 1988, quê Phổ Yên, Thái Nguyên. Hiện đang tạm trú tại căn hộ trên tầng 10 của tòa nhà xảy ra sự việc trên phố Thái Hà. Cán bộ điều tra cho biết, Tính được bạn bè xác nhận là một ca sĩ nghiệp dư, anh sinh sống tại căn hộ cùng một người bạn nam tên D, chuyên hòa âm phối khí cho một số chương trình ca nhạc. Cũng tại nơi đây, trước khi đi Sài Gòn lập nghiệp, ca sĩ Lệ Rơi sống chung với hai người này. Theo nhạc sĩ D, sống cùng nam ca sĩ, Tính trước đó có nợ nần và nhiều bí bách trong cuộc sống. Trong lúc túng quẫn, Lê Tính không làm chủ được bản thân nên đã nhảy lầu tự tử một tòa nhà ở Hà Nội và chết không lâu sau đó. Theo nhiều người bạn của T, những ngày gần đây, nạn nhân có biểu hiện buồn chán liên quan đến những khoản nợ nần bị thúc ép. Chiều ngày 23 tháng 7, Tính và người bạn cùng phòng có về quê để lo công việc. Đến đêm muộn, ca sĩ trở về căn hộ và gọi tên bạn gái W là người yêu, đến tiếp tục than buồn về việc nợ nần. Đến khoảng 3 giờ đêm, Tính dù được bạn gái và bạn cùng phòng khuyên ngăn nhưng Tính vẫn vùng vằng, đòi chạy xuống dưới đường để đi đâu đó. Lúc này chị W báo cho bảo vệ tòa nhà đến để hỗ trợ. Tuy vậy, chỉ trong một phút giây quyết định, Tính đã nhanh chóng chạy thẳng ra khu ban công vào khoảng trống giữa hai tòa nhà A và B rồi lao xuống dưới. Đại diện công an phường Láng Hạ cũng cho hay qua tài liệu thu thập được, đặc biệt là video an ninh của tòa nhà cho thấy toàn bộ diễn biến như trên. Vì vậy, cơ quan chức năng bước đầu xác định là anh Lê Văn Tính tự tử do nợ nần. Sau khi nhận được tin, gia đình nạn nhân đã đến xác nhận, từ chối khám nghiệm tử thi và xin được đưa thi thể anh Tính về quê an táng. Theo quan sát, nơi nạn nhân nhảy xuống tử vong là khoảng trống giữa hai tòa nhà A và B của tòa nhà chung cư. Vị trí thi thể nạn nhân nằm ở tầng 2, khu khoảng trống này, được ngăn bởi tấm trần bằng kính chịu lực. Trong mắt bạn bè, Tính rất tốt, luôn suy nghĩ và sống cho người khác, không giỏi ăn nói nhưng hơi bướng bỉnh, ít nghe lời người khác. Sự ra đi ở tuổi 29 của ca sĩ Lê Tính khiến nhiều người thân bạn bè bàng hoàng và thương xót không nguôi. Trên Facebook cá nhân của Lê Tính, hàng trăm người để lại lời nhắn xót xa, cảm động và mong anh yên nghỉ nơi chín suối. Nam ca sĩ Khánh Đơn xúc động, để nói về em thì ngồi cả ngày cũng không thể nói hết. Chỉ biết ai từng làm bạn với em thì quý em, trong đó có anh, chỉ mong em đi thanh thản. Bạn trai cũ của Lương Bích Hữu cho biết bay ra Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 7 để kịp thăm đàn em lần cuối. Ca sĩ Hồ Việt Trung hay Lâm Chấn Huy cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi nghe tin Lê Tính qua đời. Hồ Việt Trung nói anh ân hận vì không kịp ra viếng em thân thiết do vướng lịch diễn ở Đà Nẵng. Sáng mai cậu ấy được an táng nhưng tối nay không có chuyến bay khuya để thắp nhang cho cậu ấy. Nam ca sĩ Em Là Của Anh bày tỏ.
Lê Tính năm nay 30 tuổi, là con thứ ba trong gia đình có ba anh em trai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ và quyết định theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tính khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vài năm trước khi trở lại Hà Nội. Anh đã phát hành album Nước mắt có vị gì với một số ca khúc được chú ý như Một ngày nào đó, Nước mắt có vị gì, Yêu là gì, hợp tác với Châu Khải Phong. Không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý nhưng Lê Tính có quan hệ rộng trong giới nghệ thuật nhờ vai trò người tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ.